đều là phụ nữ với nhau, hay là mình cũng chia sẻ thẳng thắn đi. Các bạn có thật sự cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi ân ái với người thương của mình không? Quay trở lại câu hỏi vừa rồi thì tuy là một vấn đề rất là nhạy cảm, nhưng mà đều là phụ nữ với nhau thì tại sao mình không thẳng thắn, đúng không? Bản thân Liên thật sự cảm thấy nhiều lúc chuyện ân ái nó không còn được mặn nồng như trước đây. Rõ ràng là hai người vẫn rất là tình cảm, nhưng mà lại không có là những cái cảm xúc thăng hoa như là hồi mới yêu. Thì ngoài những cái vấn đề như là bị stress công việc này, quá mệt mỏi, thì Liên có được một bác sĩ tư vấn rằng là có hai vấn đề chính ảnh hưởng đến việc yêu của các chị em. Một là sợ và hai chính là ngại. Sợ ở đây là gì? Là sợ đau, sợ rát. Chắc nghe đến đây có rất nhiều chị em đang thắc mắc rằng là tại sao lại đau? Các bạn biết không, có đến 92% phụ nữ Việt bị viêm nhiễm phụ khoa và thường là không biết sớm để điều trị, và thường để lại các hậu quả như là đau rát này, đau nhức triền miên. Phụ nữ mình yêu bằng cảm xúc mà, nếu như mà cứ đau nhức như vậy thì làm sao thỏa mãn, đúng không? Còn ngại thì sao? Đây chính là vấn đề khiến các chị em canh cánh trong lòng không biết phải làm thế nào, nhất là đối với các chị em sau sinh. Đó chính là khô hạn và rộng khi yêu. Nhiều lúc cuộc sống bận rộn khiến cho hai người lâu lắm mới có cơ hội được gần gũi với nhau, nhưng lại bị chính hai điều trên cản trở, dẫn cho cuộc yêu không trọn vẹn, cảm xúc không đạt tới. Nhiều lần thành ngại rồi chị em không còn ham muốn. Phụ nữ chúng mình nếu như gặp hai vấn đề trên, đừng ngại ngùng và tìm cách giải quyết đi. Bản thân Liên lúc đầu cũng rất là mặc cảm, lo lắng, nhưng mà sau khi được các bác sĩ tư vấn thì mình đã tin tưởng sử dụng Regamo cho chính mình. Regamo là gì? Đây là một viên đặt phụ khoa được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Bản thân mình khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm gì thì đều tìm hiểu rất kỹ về nguồn gốc, công dụng và thành phần. Mình rất tin tưởng Regamo vì Regamo có đầy đủ giấy tờ chứng nhận về nguồn gốc và công dụng, chưa kể là còn được các bác sĩ và chuyên gia khuyên dùng. Các bác sĩ nói rằng Regamo có khả năng kháng và điều trị viêm nấm rất tốt, nhưng mình lại thích khả năng xe khít và loại bỏ khô hạn của em nó. Và chỉ sau 5 ngày sử dụng thì mình thật sự thấy rất là bất ngờ, hồng hơn, khít hơn, thơm hơn. Các chị em đừng ngại vấn đề này, đàn ông không thể nào làm to lên được, nhưng mà chị em chúng ta đều hoàn toàn có thể làm nhỏ lại mà. Và đặc biệt là khi dùng Regamo, các bạn không cần phải lo lắng về tác dụng phụ. Regamo có thành phần 100% thiên nhiên được điều chế trên công nghệ hiện đại như là keo ong này, xương rồng nopal và thảo dược Kacip Fatimah. Là phụ nữ, cách tốt nhất để giữ mãi được hạnh phúc đó chính là yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Đừng ngại bị đánh giá và hãy dành cho bản thân những điều tốt đẹp nhất. Nếu bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm này, hoàn toàn có thể liên hệ với công ty Bihi Việt Nam để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp qua số hotline 1900 8912 nhé.